Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu với anh chị chính là cái món này, với giá bán là 370.000, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Thiết bị này rất là hay, mình về mẫu chỉ đúng một cái duy nhất thôi để kiểm tra chất lượng của nó coi nó như thế nào. Tại mấy cái này đã thử qua rất là nhiều hãng rồi, nó không đạt yêu cầu của mình, nhưng mà mình về cái này mình cầm rồi mình thử nghiệm thấy rất là ưng ý. Rồi nó là gì? Nó chính là một cái thiết bị đo âm tường. Mình sẽ đọc catalog ha. Đây, ở đây nó có cho mình là ba cái cách đo và cái diện tích đo sâu cho nó rất là sâu. Đầu tiên là nó kiểm tra cái điện xoay chiều AC scan. Thứ hai là nó kiểm tra coi là âm bên trong có cái vật liệu nào kim loại hay không, gọi là metal scan. Và cuối cùng là stop scan. Cái này giống như là thép chữ Y á, có nghĩa là nó đo, nó coi cái cúc thép bên trong. Rồi, đối với cái đo chiều sâu metal scan ẩn bên trong thì nó có thể đo được tổng cộng là ba cái chiều sâu khác nhau. Một là đo hệ inch. Này là 1/2 inch, tức là 13 mm, tức là 1/3. Này là đo sâu 1 inch, tức là 25.4 mm. Và cuối cùng là 1/2 inch, tức là 38 mm, gần 40 mm. Mình làm tròn như thế. Rồi cách sử dụng thì rất là đơn giản, mình trải nghiệm sáng giờ thấy rất là ưng. Đầu tiên bấm on off nè. Nút này là nút chỉnh chức năng. Đây là chức năng điện xoay chiều. Đây là chức năng đo độ sâu. Vô cái chức năng này thì nó bấm nữa nó sẽ chỉnh cái độ sâu. Đây là 1/2 inch nè. Đây 1 inch nè. 1/2 inch nè. Tiếp theo là đo cái phần kim loại ẩn bên trong. Rồi khi mà chỉnh chức năng nào thì chúng ta phải bấm cái nút cạnh bên đây để cho nó bắt đầu nó thực hiện cái thao tác đó. Rồi khi mà cái cột này nó chạy lên chạy xuống hết rồi chúng ta bắt đầu đo. Giờ mình sẽ đi vô trong nhà mình đo thực tế. Rồi và đây là ổ cắm điện ha. Đây là chúng ta đang ở gần khu vực có điện. Càng để cái máy đi sâu vô thì cái độ tăng nó càng cao. Và hiện tại ở đây mình còn một khoảng hở khá là nhiều. Là nó đã cảnh báo rồi. Để sát vô thì nó hú luôn. Rất là nhạy. Còn bình thường để xa nó không hiển thị ha. Nếu mà cắt qua một cái miếng gỗ thì nó sẽ như thế nào? Vừa mình để xa đây. Đó. Nó rất nhạy luôn. Ok, đó là mình thử về dòng điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều. Vô bóng đèn nữa nè. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ thử chức năng thứ hai. Đây. Rồi khi mà mình thực hiện thì chúng ta phải bấm nút này nha. Rồi. Chức năng này thì theo mình tìm hiểu là nó kiểm tra coi bên trong có kim loại không. Ví dụ như cái hộp kim Tony ha. Đó là nó sẽ có đây, có kim loại nè. Đó. Có kim loại. Rồi. Ví dụ như cái mặt này. Đó. Có kim loại. Còn cái hộp này bên trong nó chỉ có nhựa thôi và nó sẽ không đo được bất kỳ gì hết. Đây bên trong này đồ nhựa là chủ yếu. Kim loại rất là ít cho nên nó sẽ không có thể hiện được. Này là cái bộ chùi sử dụng máy móc vít đó. Kim loại rất là ít, chủ yếu là nhựa thôi. Nó cũng báo là cái này nó cũng có một vài cái kim loại bên trong. Rồi qua tới bên chỗ này. Xuyên thấu qua lớp nhựa thì nó sẽ thấy có kim loại nhiều bên trong và nó sẽ đo được.
và nó có thể kiểm tra là vật liệu đó có phải là kim loại hay không. Người ta ịn vô ok, này có thể chỉnh được cái độ sâu ha, độ sâu thêm vô coi cái này coi, cột bê tông nè. Nếu mình chỉnh cái độ sâu hơn, xét nâng cái đây là cái cột bê tông nhà nè, thì bên trong của nó là có sắt. Rồi mình sẽ thử chức năng cuối cùng, rồi thấy cái phần kim loại trên không, bấm cái ok, đấy là cái cột nhà. Đây vị trí này là cao nhất, đi dời xa ra đó là nó sẽ không còn. Chỗ này là không có cái sắt ngang ha, sẽ xuống đây xíu đó, rồi sắt ngang rồi mình dời qua đó, đây sắt trụ trụ dọc đó, khá là chuẩn luôn. À, vậy là mình giới thiệu xong với chị về cái máy này, giá bán là 370 ngàn chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Có một cái duy nhất thôi, tại mình về mình coi thử coi nó ổn định hay không rồi sau đó mình mới đặt hàng. Chứ những cái dòng máy này nhiều khi mình đã bị rất là nhiều cái rồi mà cũng không có đổi trả được, cái này xài ổn nè. Đo dòng điện xoay chiều, đây là ngay vị trí trung tâm ở ngoài luôn, còn mà phía dịch ra thì nó lại chỉ báo là có điện thôi, chỉ mà vô ngay chính trung tâm nó sẽ hú rất là nhạy.